Kỳ Lân là đơn vị chuyên về đồng hồ chính hãng, sưu tầm tuyển chọn những dòng mà được sự yêu quý và chọn lựa của tất cả quý khách. Những dòng đã qua sử dụng nhưng mà còn như mới thì Kỳ Lân mới sưu tầm để mà phục vụ giao lưu đến với tất cả quý khách. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về đồng hồ cao cấp chính hãng từ Thụy Sĩ. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu chiếc đồng hồ Rolex chính hãng 126333, size 41 dành cho quý ông. Đây là chiếc đồng hồ The Mi mix giữa hai màu, đó chính là trắng và vàng vàng. Mặt dial là màu đen. Chiếc đồng hồ này hiện tại có 3 kim giờ, phút và kim giây, một ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Vị trí 12 giờ đó chính là biểu trưng biểu tượng Rolex. Đây là chiếc đồng hồ new vừa cập bến tại Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân là đơn vị chuyên về đồng hồ chính hãng, sưu tầm tuyển chọn những dòng mà được sự yêu quý và chọn lựa của tất cả quý khách. Và những dòng sản phẩm đồng hồ chính hãng siêu lướt, có nghĩa là những dòng đã qua sử dụng nhưng mà còn như mới thì Kỳ Lân mới sưu tầm để mà phục vụ giao lưu đến với tất cả quý khách. Để mở khóa chiếc đồng hồ này, phần thân dây sẽ có một cái khóa, trên cái khóa này cũng có biểu tượng logo của Rolex. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ mở ra như thế này ở trên phần trên cùng. Với mặt đồng hồ size 41 này thì sẽ phù hợp hầu hết với tất cả những cổ tay của những người đàn ông. Vì như của Kỳ Lân thường là đeo 36 hoặc là 40, 41 đều được. Và cụ thể cổ tay của Kỳ Lân đây, qua video này quý khách nhìn Kỳ Lân đeo vào sẽ hình dung được là tay mình đeo sẽ như thế nào. Vì cổ tay của Kỳ Lân là thuộc dạng là vừa, nên là đeo 36 cũng được, 40 cũng được, 41 cũng được. Ở chiếc đồng hồ 126333 này, ở đầu khóa này cho chúng ta được một cái sự lựa chọn là chúng ta có thể để một mắt dưa ở trong này. Khi nào chúng ta cảm thấy chặt thì chúng ta có thể nới một mắt dây đó ra. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc đồng hồ Rolex chính hãng New 126333 tại Kỳ Lân Luxury đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân, và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.